Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tình hình trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh trong tháng 3 năm 2020. Tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 3 năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh ổn định, có số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 11 người. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động toàn tỉnh kiểm tra xử lý 6.558 trường hợp, phạt tiền 11.513.930.000 đồng, tạm giữ 1.038 phương tiện. Ngày 19 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành công văn số 3355 UBNZCN về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương chủ động tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng. Thời gian vừa qua, nhiều xe ô tô khách dừng đỗ trên đường cao tốc để đón trả khách bất chấp nguy hiểm. Hành vi này của các nhà xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do hành vi bắt khách trên cao tốc. Theo Nghị định 100, hành vi dừng đỗ bắt khách trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại thành phố Thanh Hóa, tuy nhiên đến nay tình trạng vi phạm vẫn tái diễn và có phần nghiêm trọng hơn. Vì vậy, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã có kế hoạch tổng ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến quốc lộ và các tuyến phố trung tâm như đại lộ Lê Lợi, quốc lộ 45, quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố Thanh Hóa, tình trạng người dân họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban dân thành phố đã giao cho đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với Ủy ban dân các xã, phường tổ chức lực lượng ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua công tác xử lý kết hợp với tuyên truyền, nhiều hộ dân đã hiểu ra hành vi lấn chiếm là nguy cơ gây mất an toàn giao thông nên đã chủ động tháo dỡ bán bình lều quán, cho lại hành lang thông thoáng cho người dân đi lại thuận tiện an toàn. Được cái sự chỉ đạo của Ủy ban dân phường phối hợp cùng với đội quy tắc thành phố, phòng quản lý đô thị thành phố thì hôm nay để giao quân thì là cơ bản là hết cái tuần này thì phường Phú Sơn sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà về cái trật tự đô thị cũng như là cái đưa bà con vào cái chợ không còn xảy ra cái tình trạng chợ cóc chợ tạm. Mặc dù các lực lượng chức năng đã giải tỏa, đồng thời cắm biển cấm họp chợ, song tại một số phường như Phú Sơn, Đông Thọ, các chợ cóc vẫn họp trở lại gây khó khăn cho việc duy trì và xử lý của lực lượng chức năng. Đây là khó khăn chung tại các địa phương sau khi có quyết định xóa bỏ chợ cóc của Ủy ban dân thành phố. Nguyên nhân là do thói quen của người dân tiện đâu mua đó, đồng thời việc duy trì lực lượng thường xuyên liên tục của chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt nên vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm trở lại. Đội kiểm tra quy tắc đô thị sẽ phối hợp với công an thành phố, công ty môi trường và công trình đô thị, Ủy ban nhân dân các phường xã ra quân xử lý tất cả các vi phạm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các cái tuyến phố chính, các khu vực họp chợ cóc, chợ tạm gây mất trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Để giải được bài toán về trật tự đô thị và xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc trên địa bàn, ngoài sự nỗ lực ra quân đồng bộ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, thì trên hết vẫn là ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân trong việc không tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Có như vậy, thành phố Thanh Hóa mới thực sự đạt tiêu chí là thành phố văn minh, an toàn cho mọi người dân sinh sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.